Xin chào tất cả các em. Bây giờ mình đến với tiết 2 của cái phần ôn tập văn học này. Lúc này có bạn hỏi là khi mà vô thi thì cái phần nghị luận, phần đánh giá chung là mình ghi nội dung hay nghệ thuật. Thì cái này các em lưu ý cho cô là chú ý khi mà mình phân tích thơ hoặc văn thì bao giờ cũng có phần đánh giá chung. Tức là cái phần bình luận mở rộng vấn đề đó. Mình sẽ đánh giá chung toàn bộ cái nội dung của đoạn trích. Nhớ cái đoạn trích này của cô biết là họ không sẽ ra một bài đâu. Thường là đoạn trích thôi. Các em sẽ đánh giá lại về cái nội dung và cả nghệ thuật của đoạn trích. Như vậy các em có thể ghi nội dung trước hay nghệ thuật trước đều được. Đó. Tuy nhiên là nhớ là mình phải đánh giá cả nội dung lẫn nghệ thuật nghe. Nào, bây giờ các em nghe được rồi. Nghe được chưa? Sao còn vào một số bạn vẫn nói là em không nghe được tiếng nhỉ? Bây giờ các em nghe được chưa? Rồi đúng không? Và bây giờ mình học tiếp nghe. Và bây giờ mình sẽ chuyển qua cái bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Bài thơ Việt Bắc, các em nhớ cho cô vài ý về nhà thơ Tố Hữu. Thứ nhất là về vị trí, Tố Hữu được đánh giá là giá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Phong cách thơ của Tố Hữu đó là thơ Tố Hữu thiền lẽ sống, lý tưởng, tình cảm cách mạng của con người Việt Nam hiện đại. Thơ Tố Hữu đậm chất dân tộc và truyền thống. Về tác giả các em nhớ cô hai cái, thứ nhất là vị trí và thứ hai là phong cách thơ ngay. Khi mà mình viết bài á, cái phần mở bài các em cũng chỉ cần giới thiệu về vị trí của nhà thơ đó, của nhà văn đó và cái phong cách thôi, không cần viết nhiều ngay. Nào, thứ hai là về tác phẩm Việt Bắc của Tố Hữu, về hoàn cảnh sáng tác. Vào năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi. Tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva về Đông Dương được ký kết, hòa bình lập lại, miền Bắc nước ta được giải phóng và bắt tay vào sự nghiệp xây dựng cuộc sống mới. Vào tháng 10 năm 1954, Trung ương Đảng và Chính phủ đã rời chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Và nhân sự kiện có tính lịch sử đó, Tố Hữu viết bài thơ Việt Bắc để nói lên tình cảm thắm thiết với Việt Bắc, quê hương cách mạng. Việt Bắc chỉ là một bài thơ rất tiêu biểu cho thể tài trữ tình chính trị của nhà thơ Tố Hữu. Các em chú ý ở trên slide cái vùng bôi đồng, cái màu cam cam đầm đầm đó chính là cái vùng Việt Bắc. Đây là căn cứ để cách mạng của nước ta thời kỳ chống Pháp. Như cảm nhận hoàn cảnh sáng tác và là vào tháng 10 năm 1954 nghe. Về xuất xứ, bài thơ Việt Bắc được in trong tập thơ Việt Bắc. Về bố cục thì bài thơ Việt Bắc bao gồm hai phần. Phần 1 là tái hiện giai đoạn gian khổ vẻ vang của cách mạng và kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc nên đã trở thành kỷ niệm sâu nặng. Phần thứ hai là sự gắn bó những miền ngược và miền xuôi trong viễn cảnh hòa bình tươi sáng của đất nước và những lời người ca Bác Hồ. Thì kém thể là cái bố cục của cái bài thơ Việt Bắc bao gồm hai phần, nhưng mà chủ yếu là chúng ta sẽ tìm hiểu cái đoạn văn bản nằm ở cái phần 1 của bài thơ. Về vị trí, cái đoạn trích mà chúng ta học ở trong sách giáo khoa là ở phần 1 của văn bản bài thơ Việt Bắc. Về bố cục của cái đoạn của cái văn bản chúng ta học á, thì bà các em chú ý là như là 8 câu đầu đó về khung cảnh chia tay và tâm trạng của con người. 82 câu thơ sau là Việt Bắc hiện lên trong hoài niệm. Về kết cấu, đoạn trích Việt Bắc được kết cấu theo kiểu đối đáp, tức là vận dụng sáng tạo cái kết cấu đối đáp ở trong ca dao, tức là có người hỏi người trả lời. Cái kết cấu đối đáp này nó thường là diễn tả cái tình cảm sâu nặng của những đôi tình nhân, cho nên là khi mà dùng kết cấu đối đáp này, bài thơ Việt Bắc vì thế nó cũng mang cái âm hưởng nó vô cùng trữ tình, thể hiện cái tình cảm ấm áp giữa quân và dân. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái đoạn 1, khung cảnh chia tay và tâm trạng của con người, 8 câu thơ đầu. Mình tìm hiểu bốn câu A nhỏ, bốn câu đầu. Bốn câu đầu này. Mình về mình còn nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình còn nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn.
Cái này bốn cái thơ đầu đó là người ở lại ướm hỏi, gửi nhắc những ân tình sâu nặng vì thời gian gắn bó 15 năm ấy thiết tha mặn nồng, và cái không gian nghĩa tình đó là không gian của chiến khu Việt Bắc. Bốn câu thơ đã cho thấy cái sự nhạy cảm và cái tâm trạng lo lắng, nỗi lòng lưu luyến trước giây phút chia xa của người ở lại. Mình về mình còn nhớ ta, và cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Em thấy là cái câu thơ này nó giống như khúc hát dã bàn, người ơi người ở đừng về trong đêm hồi. Ở đây người cất lên tiếng nói đầu tiên trong cuộc chia tay đó là người ở lại. Người ở lại đã gửi nhắc về những kỷ niệm gắn bó suốt 15 năm. Mình về mình còn nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Dòng điệu cất lên là dòng của yêu thương trìu mến đầy nhung nhớ khi mà chia xa. Tất cả nhắc gọi về những kỷ niệm vô vàn trong 15 năm với biết bao thiết tha mặn nồng. Cái chữ thiết tha mặn nồng dường như không chỉ đó là tình yêu đôi lứa mà còn cả gói gòn cả những chia sẻ sóng gió thác gành đã làm nên cái sâu nặng bền lâu của tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa của quân và dân. Chuyện nghĩa tình cách mạng lớn lao đầy màu sắc chính trị như vậy đã hóa thân tự nhiên và câu chuyện tình cảm lứa đôi bền chặt để 15 năm ấy trở thành thiết tha mặn nồng, dù dặt quyến luyến lòng người. Đúng ở cái thời khắc chia tay, cái mối bận tâm, điều muốn nhắn gửi cũng là điều muốn dò đón khắc sâu, chính là mối băn khoăn còn nhớ không? Trào lên qua câu chữ mình về mình còn nhớ không? Đây chính là cái câu hỏi tu từ, đúng không? Để gợi nhắc, để gợi nhớ. Nhưng thực sự đây cũng là cái nỗi lòng của người ở lại, vô cùng lo lắng, vô cùng băn khoăn trước cái giây phút chia xa, không biết người đi có còn nhớ mình không, có nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn hay không. Hình ảnh cây và nguồn sông đó chính là những cái hình ảnh rất đặc trưng của núi rừng Việt Bắc, và người ở lại rất lo lắng, không biết là người đi có còn nhớ đến Việt Bắc, có còn nhớ đến quê hương cách mạng hay không. Như vậy chốt lại, bốn câu thơ trên chỉ là khúc dạo đầu của cảm xúc chia tay, để từ đó biết bao điều chưa nói sẽ được giải lộ. Tâm tình, lời hỏi chỉ là cái cớ để gợi dẫn, trào tuôn mạch cảm xúc nhớ thương trong lòng người lên đường mà thôi. B. Bốn câu sau. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong già bồn chồn bước đi, áo chàng đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Bốn câu thơ đã diễn tả tâm trạng bâng khuâng, lưu luyến, đầy nghẹn ngào. Đó là cái sự đồng cảm giao hòa cộng hưởng với cảm xúc của người đi và người ở. Bốn câu thơ là lời đồng vòng bộc lộ tình cảm thiết tha, sự gắn bó sâu sắc và ước mong gắn kết thủy chung giữa cán bộ về xuôi và đồng bào Việt Bắc. Em chú ý cái hình ảnh áo chàm. Áo chàm đó là cái sắc màu vô cùng chất phác, đậm đà, quen thuộc với đồng bào Việt Bắc. Giờ đây nó hiện lên như một cái điểm nhớ, điểm thương trong lòng người ra đi qua cách sử dụng nghệ thuật hán dù, áo chàm đưa buổi phân ly. Người ra đi như đồng vòng thiết tha với cảm xúc của người ở lại nên ngập ngừng không nỡ bước, bâng khuâng trong già, bồn chồn bước đi, là cảm xúc cũng nôn nao, vô cùng bâng khuâng, không nỡ, chia rời. Những cái từ lại bâng khuâng, bồn chồn, tha thiết đã hài hòa đồng điệu với nhau để thiền cảm xúc vừa lưu luyến nhớ thương vừa mong ngóng hôn nôn nao của cả người đi lẫn người ở. Ở trong bốn câu thơ này, nhà thơ đã sử dụng một cách rất thành công nhịp ngắt của câu thơ Lục Bát để gợi ra khung cảnh ấn tượng cảm xúc của chia tay. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Em thấy câu thơ như tách ra từng chữ từng dòng, nhịp 3-3-2 nó cho thấy cái chữ xúc động của người ở lẫn người đi, cầm tay nhau nhưng mà biết nói gì hôm nay, cái sự nghẹn ngào, đúng không, của những người ra đi và người ở lại. Mặc dù rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều điều muốn dặn dò, nhưng mà tất cả trong cái cuộc chia tay này đều bỗng trở nên băng, đều trở nên nghẹn ngào, không thể nói được gì hơn. Cho nên tất cả mọi nhớ thương, mọi băn khoăn, bâng khuâng đều thể hiện qua cái hành động cầm tay. Như vậy nói tóm lại, tám câu thơ đầu đó chính là khung cảnh chia tay và tâm trạng của con người, người đi và người ở đều vô cùng bâng khuâng, xúc động, bồn chồn, không nỡ đi và cũng không nỡ rời, bình rìn, lưu luyến. Cái hình ảnh người đi và người ở giống như là tình cảm của những đôi nam nữ yêu nhau vô cùng sâu nặng. Từ đó mình thấy được cái tình cảm quân dân giữa người lính
và người dân Việt Bắc cũng vô cùng nồng nàn, thắm thiết, cũng vô cùng bình rình trong buổi chia tay. Cái đoạn 2 chính là cái đoạn 82 câu thơ tiếp theo. Hình ảnh Việt Bắc hiện lên trong hoài niệm của người ra đi. A nhỏ là 12 câu đầu. 12 câu thơ đầu chính là 12 câu thơ hỏi, 12 câu hỏi. Đó chính là lời nhắc nhở kỷ niệm của người Việt Bắc. Em chú ý những cái đoạn là mình đi còn nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù. Mình về còn nhớ chiến khu, nhớ khi kháng Nhật thuộc còn Việt Minh, .. cho đến Tân Trào, Hồng Thái, Mãi Đình, Cây Đa. Em thấy cấu trúc của đoạn thơ này là cấu trúc câu lục, thì là những câu hỏi tu từ. Mình đi có nhớ, rồi mình về có nhớ, đúng không? Câu lục là những câu hỏi và biện pháp điệp ngữ có nhớ, có nhớ. Nó như là một thể cái nỗi nhớ khắc khoải đầy dai dứt của người ở lại, đúng không? Lo lắng người ra đi không biết còn nhớ hay không, nên cứ hỏi đi hỏi lại, mình đi có nhớ, mình về có nhớ. Còn câu ba là những cái hình ảnh được liệt kê ra và đặc biệt sử dụng thuộc vào phép đối để mà gợi nhớ những kỷ niệm và mong muốn khắc ghi một thời gian gắn bó sâu sắc trong lòng người ra đi. Cái đoạn thơ mình đi còn nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù. Mình về còn nhớ chiến khu, nhớ khi kháng Nhật thuộc còn Vật Minh. Mình đi mình còn nhớ mình, Tân Trào, Hồng Thái, Mãi Đình, Cây Đa. Em thấy là những cái dòng thơ trên đã như gửi nhắc người ra đi đừng quên chiến khu, cái vùng đất gắn liền với những gian lao trong kháng chiến và lòng căm thù giặc, nhưng cũng rất hào hùng trong chiến đấu. Miếng cơm chống muối, mối thù nặng vai. Những dòng thơ gửi nhắc kỷ niệm đã lý giải vì sao nhà thơ gọi 15 năm ấy bằng cái từ thiệt tha mặn nồng đầy nghĩa tình. Bởi đó là thời gian dệt nên từ những yêu thương, từ gian khổ thiếu thốn, từ sự chung sức chung lòng trong quãng thời gian đồng cam cộng khổ. Ở đó ta mình đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cảnh mưa nguồn suối lũ, những mê cùng mù, cùng dằn lòng với miếng cơm chấm muối và cùng chung một mối thù nặng vai. Ta cùng trải qua những cái buổi hắt hiu lau xám để gánh cuộc kháng chiến trên vai. Từ thuở khởi đầu chiến đấu, bên ta đã có mình, thì họ sao không chất chứa tình cảm thiệt tha mà nồng lưu luyến cho được. Đặt trong cấu trúc cân đối hài hòa của những tiểu đối trong các câu thơ 8 chữ, ấn tượng để lại với người đọc là cái sắc son bền chặt thủy chung của tình cảm con người. Từ miếng cơm chấm muối mà đun nấu tâm can thành mối thù nặng trên vai thêm sôi sục. Từ hắt hiu lau xám, mưa nguồn, suối mũ, suối lũ, mây mù mà ngời lên cái tình cảm đầm đà lòng son vẹn tròn chung thủy. 15 năm ấy biết bao nghĩa tình, 15 năm ấy cũng là bao kỷ niệm kháng chiến. Theo dòng hồi tưởng, người ở lại gợi nhắc cho chúng ta về thuở ban đầu, gây dựng nền móng cách mạng cho đến khi lớn mạnh trưởng thành. Và đến giờ, nghĩa tình của đồng bào Việt Bắc vẫn sắt son và mãi khắc ghi trong già. Mình về rừng núi nhớ ai, trám bụi để rùng, măng mai để già. Mình đi còn nhớ những nhà, hắt hiu lau xám đồng đà lòng son. Mình đi còn nhớ núi non, nhớ khi kháng Nhật thuộc còn Việt Minh. Mình đi mình còn nhớ mình, Tân Trào, Hồng Thái, Mãi Đình, Cây Đa. Đó là quãng thời gian mà khi ấy mình và ta từng chung niềm vui kháng chiến sôi sục trong những ngày kháng Nhật, phong trào Việt Minh và Mãi Đình, Hồng Thái, Cây Đa, Tân Trào, nơi mà đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, tiền thân của đội của quân đội nhân dân Việt Nam lớn mạnh sau này, nơi mà quốc dân đại hội phát động cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước vào năm 1945. Có rất nhiều cảm xúc đang dâng lên trong lòng người đưa tiễn trước lúc chia xa. Đó là nỗi nhớ khôn nguôi, ngơ ngẩn. Mình về rừng núi nhớ ai, trám bụi để rùng, măng mai để già. Trám và măng đều là những cái đặc sản của núi rừng Việt Bắc. Họ đã từng chia sẻ với nhau, nhưng bây giờ người về rồi thì trám cũng để rùng, măng để già. Để cho thấy cái nỗi niềm ngẩn ngơ đến bồi hồi dâng lên khi mà người ra đi. Nghệ thuật nhân hóa ẩn dụ rừng núi nhớ ai, trám để rùng, măng để già và cái điệp từ mình về, mình đi có nhớ, còn nhớ kết hợp với nhịp thơ 2-4-4-4 đều đặn đã gửi lên hình ảnh một người đang bâng quơ đến sững sờ với cảm giác hụt hẫng của cái phút chia ly, dè chừng sự lãng quên nên tha thiết nhắc nhớ người về bằng những hoài niệm ân nghĩa nhất, những của nguồn sâu rộng nhất, sâu trong tình người, rộng trong thời gian và không gian. Đây chính là tình cảm của những con cách mạng trong không gian và thời gian của cách mạng. Như vậy chốt lại 12 câu hỏi, đó chính là lời nhắc nhở kỷ niệm của người dân Việt Bắc. Việt Bắc hiện lên vô cùng hoang sơ, thiếu thốn mà để son sắc nghĩa tình, gian khổ, vất vả, can trường, bất khuất.
B là 70 câu đáp của người ra đi. Cái lời đáp của người ra đi chỉ là lời khẳng định về tấm lòng son sắt thủy chung và nỗi nhớ da diết của người về xuôi. Thì 70 câu này thì chúng ta chia nhỏ ra để bạn dễ tìm hiểu. Thứ nhất là 4 câu tiếp. Cái đoạn ta với mình với ta, lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh, mình đi mình lại nhớ mình, nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu. Đây chỉ là lời đáp của người ra đi, khẳng định và luôn luôn từ hứa khắc ghi trong lòng mình là không bao giờ quên nghĩa tình cách mạng, trước sau như một. Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh, khẳng định cách chắc chắn, sau trước mặn mà đinh ninh, trước sau không bao giờ thay đổi. Và cái hình ảnh so sánh nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu, tức là khẳng định cái tình cảm của mình, ân nghĩa của mình với người ở lại không bao giờ phai nhạt, không bao giờ cạn khô, giống như nước trong nguồn. Nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu, không bao giờ quên nghĩa tình cách mạng. 66 câu còn lại và chỉ là nỗi nhớ trong lòng người đi. Sau cái lời khẳng định, cái lời từ hứa với lòng mình không bao giờ quên thì tác giả đã diễn tả cái nỗi nhớ trong lòng người ra đi. Và cái nỗi nhớ này thì các em thấy là thứ nhất là nỗi nhớ được biểu hiện thành nhiều cúc bậc, nhiều sắc thái khác nhau. Và nỗi nhớ hướng về nhiều đối tượng yêu thương. Em nhớ cái đặc trưng của cái nỗi nhớ trong bài thơ Việt Bắc. Biểu hiện thành nhiều cung bậc sắc thái này, hướng về nhiều đối tượng yêu thương. Bây giờ mình tìm hiểu từng cái cung bậc, từng cái sắc thái và từng cái đối tượng của nỗi nhớ. 18 câu tiếp theo. Cái đoàn nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương, cho đến chảy đêm nền cối đều đều suối xa. Đó, 18 câu tiếp theo. Đây là nỗi nhớ Việt Bắc trong những sinh hoạt đời thường, giản dị, ấm áp mà nghĩa tình. Đọc đoạn thơ. Hiền theo mỗi điệp khúc nhớ, đó là hình ảnh con người và thiên nhiên Việt Bắc hòa quyện với nhau. Nếu như đoạn thơ trước, cảnh Việt Bắc hiện lên qua những cái câu hỏi, thì ở đây cảnh Việt Bắc hiện ra qua một cách vô cùng thơ mộng hiền hòa qua cái câu trả lời của người ra đi. Đó là hình ảnh một vầng trăng thấp thoáng nơi đầu núi, một nắng chiều lấp ló lưng nương, nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương. Có thể nói những cái không gian này, những cái hình ảnh này chỉ là những khoảnh khắc đẹp nhất ở Việt Bắc mà người ra đi không bao giờ quên, cho nên đã diễn tả một cách vô cùng xuất sắc ở trong cái lời thơ. Đặc biệt người ra đi còn nhớ từng bản khói cùng sương, sớm khuya bếp lửa người thương đi về. Đó là nỗi nhớ về những bản làng bồng bềnh mờ ảo trong sương khói. Rồi nhớ từng rừng nứa bờ tre, ngòi thia sông đáy suối lê vơi đầy. Người ra đi khẳng định là sẽ nhớ từng rừng nứa, từng bờ tre, từng núi đèo, ngòi thia sông đáy suối lê nhớ đầy vơi, không bao giờ vơi cạn trong nỗi nhớ nhung của những người ra đi. Có thể nói mỗi cảnh vật đó là một nét nhớ, nét thương, thân thuộc, bởi vì nó đã gợi nhắc đến con người Việt Bắc. Đó là những người từng chia sẻ ngọt bùi cùng mình người cách mạng. Mình đây ta đó, đắng cay ngọt bùi, thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm xẻ nửa, chăn xuôi đắp cùng. Những từ ngữ thương nhau, xẻ nửa đắp cùng, giống như những ngọn lửa thắp sáng vần thơ, làm cho tình đồng bào, đồng chí, tình quân dân cả nước thêm ấm áp. Cái hình ảnh thương nhau chia củ sắn lùi, tức là một miếng sắn cũng bẻ đôi, bát cơm cũng xẻ nửa. Đó, một chiếc chăn xuôi, một chiếc chăn nhỏ, chỉ đủ cho một cái đắp nhưng cũng chia ra làm hai để đắp cùng người Việt Bắc. Từ đó thấy được cái tình quân dân ấm áp và gắn kết đến nhường nào. Nỗi nhớ về thiên nhiên con người Việt Bắc, em thấy là còn cả nhớ cả những người tần tảo lam lũ chịu thương chịu khó của người Việt Bắc. Nhớ người mẹ nắng cháy lưng, điều con lên rẫy bẻ từng bắp ngô. Trên những miền núi, chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh của những người mẹ vừa làm nương, vừa điều con lên lưng thật cảm động. Mặt trời của Bắc thì nằm trên đồi, mặt trời của mẹ con nằm trên lưng. Trích những khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Hoa Điểm. Thì ở Việt Bắc, những người mẹ cũng có nét đẹp trong lao động tương tự như thế. Điều con lên rẫy bẻ từng bắp ngô để mà nuôi cán bộ, nuôi công cuộc cách mạng của đất nước. Từ đó cái hình ảnh điều con lên rẫy bẻ từng bắp ngô, cái vẻ đẹp lao động này đã in sâu vào trong trái tim của những người lính. Và đó trở thành một hình ảnh đẹp đẽ không bao giờ quên. Nỗi nhớ của những người lính còn là nhớ những cái con người đã cùng với họ chia sẻ những niềm vui
khi mà lớp học xóa mù chữ, dịp chặt dỗ được mở ra. Và đó còn là những giờ liên hoan tưng bừng với ngọn đuốc sáng. Nhớ sao lớp học y tờ, đồng khuya đuốc sáng, những giờ liên hoan. Nỗi nhớ đó còn là nhớ những con người lạc quan yêu đời, gắn bó cùng kháng chiến và cuộc sống thanh bình, tươi đẹp nơi Việt Bắc. Nhớ sao ngày tháng cơ quan, gian nan đời vẫn, ca vang núi đèo. Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều, chảy đêm liền cối đều đều suối xa. Những ngày tháng cơ quan vất vả nhưng vô cùng lạc quan yêu đời, gian nan đời vẫn ca vang núi đèo, chỉ là những khoảng thời gian đẹp nhất mà người ra đi không bao giờ quên. Đặc biệt là cái tiếng mõ rừng chiều, rồi tiếng chày nền cối đều đều suối xa sẽ là những âm thanh vô cùng đặc trưng của núi rừng Việt Bắc mà người ra đi không bao giờ quên được. Cho nên là nó đi vào thơ một cách vô cùng nhẹ nhàng và đầy màu sắc, đầy âm thanh. Có thể nói, ở trong đoạn thơ này, bên cạnh việc sử dụng điệp từ nhớ, trong cả đoạn thơ tác giả còn sử dụng thành công nhiều biện pháp nghệ thuật khác. Đó là nhịp điệu thơ mượt mà, êm ái như ru, gửi những kỷ niệm bâng khuâng trong lòng người ra đi. Đó còn là những hình ảnh thân thuộc gần gũi của thiên nhiên, con người mang đậm chất Việt Bắc, từ cái tiếng mõ cho đến tiếng chày, chày đêm. Đặc biệt là cách diễn tả đậm màu sắc trữ tình phù hợp với cấu tứ cuộc chia tay của đôi bạn tình từng gắn bó này phải tạm chia xa. Có thể nói Việt Bắc đã trở thành người yêu, đúng không? Nhớ gì như nhớ người yêu, trở thành người thương, đúng không? Sớm khuya bếp lửa người thương đi về trong nỗi nhớ của những người ra đi. Đoạn thơ chỉ là bức tranh toàn cảnh về thiên nhiên của con người Việt Bắc. Tuy nhiên không phải nhà thơ chỉ dừng lại ở việc tả cảnh tả người, mà qua mỗi hình ảnh thiên nhiên, mỗi hình ảnh về con người đều chất chứa một nỗi niềm nhớ nhung của người ra đi. Bức tranh vì thế hiện ra với nhiều chi tiết thật cụ thể, thật quen thuộc và thật cảm động. Điều đó đã thể hiện tình nghĩa thủy chung của người ra đi rất sâu đậm với chiến khu Việt Bắc. Nhớ từng cái sinh hoạt đời thường và trân trọng tất cả những khoảnh khắc giản dị ấm áp đầy nghĩa tình giữa quân và dân Việt Bắc. Mời câu thơ tiếp theo. Tới cái đoạn ta về mình có nhớ ta về ta nhớ những hoa cùng người, cho đến nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung là nỗi nhớ về thiên nhiên, về núi rừng và con người Việt Bắc. Thiên nhiên mang một vẻ đẹp vô cùng đa dạng, tươi tắn nên thơ, còn con người thì vô cùng trữ tình. Trong nhiều đoạn thơ của Việt Bắc, người đọc dễ dàng bắt gặp vẻ đẹp của thiên nhiên và con người hiện lên rất sinh động. Đặc biệt, tác giả đã dùng tâm khắc họa một bức tử bình về thiên nhiên, con người Việt Bắc tròn vẹn ở khổ thơ này. Ta về mình có nhớ ta về ta nhớ những hoa cùng người. Cho đến nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Hai câu thơ đầu là khái quát chung về nỗi nhớ. Đó là ta về mình có nhớ ta về ta nhớ những hoa cùng người. Em thấy hình ảnh ta và người, hình ảnh hoa và người đã sóng đôi bên nhau, song hành bên nhau để miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên của con người Việt Bắc. Thiên nhiên hoài hòa trong vẻ đẹp cùng với con người, nó tạo nên cái bức tranh nó vô cùng cân xứng, hài hòa và vô cùng hữu tình. Và tiếp theo tác giả tập trung miêu tả cái khung cảnh bức tranh tử bình vừa có thiên nhiên và có con người ở trong bốn mùa. Đầu tiên là khung cảnh mùa đông. Mùa đông ấm nóng, tươi tắn trong gam màu nóng của những bông hoa chuối rừng, đỏ tươi thắp lửa thấp thoáng bên tàu lá. Tất cả khu rừng xanh như được điểm thêm sắc đỏ cùng với ánh nắng như tạo một không gian khí trời mùa đông không hề lạnh lẽo. Trong khung cảnh đó, nhà thơ đã vẽ nên một nét chấm phá với con người, đó là vẻ đẹp của người đi rừng lao động thu hái sản vật núi rừng. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi đèo cao nắng ánh giao gài thắt lưng. Mùa đông Việt Bắc vì thế cũng trở nên vô cùng đặc biệt trong lòng người ra đi, bởi vì nó không hề có sự lạnh lẽo mà lặng ngày nó vô cùng, ngược lại nó vô cùng ấm áp với cái ngành màu hoa chuối đỏ tươi nổi bật giữa cái rừng xanh. Vẻ đẹp con người trong cái câu thơ đèo cao nắng ánh giao gài thắt lưng, đó là vẻ đẹp của người dân lao động. Hình ảnh giao gài thắt lưng đó là cái dụng cụ để mà thắt vào lưng để mà đi lao động chặt cây, mở đường. Như vậy ở đây, cái vẻ đẹp của người Việt Bắc hiện lên trong cái vẻ đẹp lao động vô cùng siêng năng, cần cù trong tư thế chiếm lĩnh núi non, đèo cao nắng ánh giao gài thắt lưng. Cảnh thứ hai là cũng cảnh mùa xuân Việt Bắc bạt ngàn màu trắng của hoa mơ. Cái màu trắng của hoa mơ ấy như gửi sắc xuân núi rừng Việt Bắc một nét mơn mởn, tươi trong và tinh khiết.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đã nón chuốt từng sợi giang. Hòa cùng sắc xuân ấy chỉ là cái cảnh người Việt Bắc chuột giang đan nón. Cuộc sống mùa xuân sôi động hơn cũng chính là bởi cảnh lao động của những người nông dân nơi đây. Cái cảnh người đan nón, các chú ý cái hình ảnh chuốt từng sợi giang và cho thấy cái sự kiên nhẫn, sự tỉ mỉ trong lao động, cái vẻ đẹp lao động của những người dân Việt Bắc nha, rất kiên nhẫn. Khung cảnh mùa hè, tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè, rừng phách đồ ào ạt, mộc màu vàng rực rỡ. Đó cũng chính là lúc mà cô em gái đi hái măng một mình. Ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Mùa nào thức ấy, thiên nhiên đã cung cấp nhiều sản vật núi rừng cho bữa ăn hàng ngày của người dân nơi đây. Cảnh cô em gái hái măng cũng thường xuyên xuất hiện nơi đổi rừng Việt Bắc và để lại ấn tượng lâu dài trong lòng người đi. Cái hình ảnh ve, che và rừng phách, đây là những hình rất đặc trưng của núi rừng Việt Bắc. Và đặc biệt cái hình ảnh đổ vàng, đây là cái màu vàng giống như là đổ xuống từ trên cao, vô cùng nhanh chóng, bất ngờ. Nó tạo ra một cái bức tranh rất đẹp về núi rừng Việt Bắc vào mùa hè. Hình ảnh cô em gái hái măng một mình, em chú ý cách nói của nhà thơ Tố Hữu là cô em gái. Cô em gái chứ không phải là cô gái. Nó cho thấy cái tình cảm vô cùng thân thiết như những người thân trong gia đình đó, của nhà thơ đối với cái người dân Việt Bắc. Cái động tác hái măng chứ không phải là bẻ măng, và cho thấy cái điều động tác của cái cô gái đó nó vô cùng thoăn thoắt, nhịp nhàng, nó cho thấy cái vẻ đẹp của lao động của người dân Việt Bắc. Bức tranh cuối cùng là bức tranh về mùa thu. Mùa thu trăng rọi hòa bình, rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Mùa thu hiện lên một cách vô cùng thanh bình trong ánh trăng hạnh phúc, ánh trăng huyền ảo lung linh, và giọng ai cất lên tiếng hát về mối tình thủy chung, làm cho bức tranh Việt Bắc thêm thơ mộng, trữ tình. Hình ảnh rừng thu trăng rọi hòa bình, các bạn thấy cái hình ảnh trăng rọi, đó là hình ảnh vô cùng rất đẹp, lãng mạn. Núi càng cao thì trăng càng lớn và ánh sáng càng trở nên huyền ảo. Cho nên đây là cái khoảnh khắc rất đẹp của núi rừng Việt Bắc mà người ra đi không bao giờ có thể quên được. Đặc biệt cái tiếng hát ân tình thủy chung, đó là cái tiếng hát của người ra đi, của người ở lại, của quân và dân Việt Bắc đã hát trong 15 năm ấy, thiết tha mặn nồng, tình cảm vô cùng thủy chung son sắc, không bao giờ thay đổi. Có thể nói 10 câu thơ trên chính là tuyệt bút khi viết về thiên nhiên của con người Việt Bắc. Chỉ qua một vài nét chấm phá mà cảnh núi rừng Việt Bắc đã xuất hiện thật là sinh động. Mỗi mùa một nét riêng, thiên nhiên hiện lên đa dạng theo thời gian, theo không gian, có nắng sớm, có nắng chiều, có trăng khuya và các mùa xuân hạ thu đông. Đặc biệt, bức tranh Việt Bắc càng hữu tình, sinh động hơn khi có sự gắn bó với con người, có cách miêu tả tài tình. Một câu tả cảnh đi liền với một câu tả người, âm hưởng bao trùm đoạn thơ, và đó sự ngọt ngào, thiệt tha, sâu lắng, như ru vỗ con người và nhịp nhớ đều đặn của những kỷ niệm không bao giờ quên. 22 câu tiếp theo, từ cái đoạn nhớ khi giặc đến giặc lùng, cho đến đèo da núi hồng. Đây là cái đoạn thơ miêu tả về nỗi nhớ Việt Bắc kháng chiến, đó là những đêm hành quân đầy khí thế, con người hào hùng bất khuất, cuộc kháng chiến anh hùng của quân nhân ta. Nhớ khi giặc đến giặc lùng, rừng cây núi đá ta cùng đánh tây, cho đến vui lên vẹt Bắc đèo da núi hồng. Các thể đã trong đoạn thơ này ta dễ dàng cảm nhận được đoạn thơ trên là khắc họa cuộc sống chiến đấu ở Việt Bắc, mang âm hiểm mạnh mẽ, dồn dập, sôi nổi, hào hùng. Hình ảnh thơ vô cùng hoành tráng, mang đậm chất sử thi và cảm hứng lãng mạn bay bổng. Đó là một hình tượng đất nước đứng lên như sống dậy trong mỗi câu thơ. Hình tượng người dân Việt Bắc, người cán bộ kháng chiến, bộ đội, dân công, rừng cây, núi đá, tất cả đã thống nhất thành một trận tuyến để chống kẻ thù. Nhớ khi giặc đến giặc lùng, rồi rừng cây núi đá ta cùng đánh tây, rồi nhớ từ cao làng, nhớ sang nhị hà, vân vân. Cuộc kháng chiến thần thánh ngày một trưởng thành lớn mạnh, từ lúc giặc đến giặc lùng, rừng và người Việt Bắc che chở, bao bọc nhau, đến chỗ rừng cây núi đá ta cùng đánh tây, cũng là một bước phát triển của kháng chiến. Sự lớn mạnh đó là nhờ vào sự thủy chung, lòng đoàn kết, chiến đấu của mọi người dân. Mênh mông bốn mặt sương mù, đất trời ta cả chiến khu một lòng. Cả thiên nhiên, con người đều một lòng vì kháng chiến, vì cách mạng. Để rồi từ đó chúng ta có những chiến thắng đầu tiên, nức lòng nhân dân, bộ đội, gắn liền các địa danh, phủ thông, đèo Giàng, sông Lô, phố Ràng, cao làng, nhị hà. Ai về, ai có nhớ không?
Đó. Ta nhớ về, ta nhớ Phủ Thông Đèo Giàng, nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng, nhớ từ Cao Lạn, nhớ sang Nhì Hà. Đó là những cái chiến thắng mở đầu của cách mạng, làm nức lòng quân và dân. Bên cạnh đó, đoàn thơ còn miêu tả bức tranh Việt Bắc ra trận với khí thế sôi nổi hào hùng của kháng chiến chống Pháp, đã đi đến những ngày quyết định cuối cùng. Cả một đội quân nhân dân trùng trùng điệp điệp ra trận, được cách hào hành tráng của một câu thơ: những đường Việt Bắc của ta đêm đêm rầm rập như là đất rung, quân đi điệp điệp trùng trùng chấm 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 cho đến đèn pha bật sáng như ngày mai lên. Hình ảnh những con đường Việt Bắc cụ thể chính là những nẻo đường cách mạng của dân tộc đã đến ngày trải rộng thênh thang. Con đường là hình ảnh quen thuộc trong thơ Tố Hữu, gắn với ý nghĩa biểu tượng về đường cách mạng. Cả con đường ra trận nhưng cũng là nói lên khí thế dũng mãnh của những người ra trận, qua biện pháp so sánh cường điều và những từ lấy tường thanh: những đường Việt Bắc của ta đêm đêm rầm rập như là đất rung. Cái từ rầm rập tức là miêu tả những cái bước chân vô cùng dồn dập, hào hùng. Cái lối so sánh thầm sưng như là đất rung, và cho thấy cái khí thế mạnh mẽ của những bước chân ra trận. Có lẽ mặt đất cũng như đang chuyển động dưới những bàn chân của những chiến sĩ trong một cuộc ra quân vĩ đại của cả nước, từ khắp các ngã đường của căn cứ địa cách mạng. Trong cuộc ra quân ấy, hình ảnh đoàn quân hiện lên vô cùng đẹp. Quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đầu súng bản cùng mũ nang. Đẹp trong cái đội ngũ điệp nghiệp trùng trùng như một bức tranh vô tận, và đẹp trong cái ánh sao đầu súng bản cùng mũ nang, gửi những hình ảnh đầu súng trăng treo trong nhà thơ Chính Hiểu và hình ảnh súng người trời của nhà thơ Quang Dũng. Hình ảnh quân đi điệp điệp trùng trùng tức là những cái đoàn quân bất tận, không có hồi kết, nó cho thấy khung cảnh toàn dân tộc, toàn quân và toàn dân đều ra trận, đều vì lý tưởng cách mạng. Hình ảnh ánh sao đầu súng bản cùng mũ nan là hình ảnh vô cùng lãng mạn. Ánh sao đầu súng đó là cái ngôi sao ở trên đầu súng của những người lính, và cũng là ngôi sao ở trên trời, đúng không? Nó cho thấy cái vẻ đẹp lãng mạn, hay là cái sự vẻ đẹp của lý tưởng cách mạng của những người ra trận. Những câu thơ tiếp theo miêu tả hình ảnh những cái đoàn dân công phục vụ tiền tuyến với khí thế vô cùng mạnh mẽ. Dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nạp đá muôn tàn lửa bay. Hình ảnh dân công đỏ đuốc từng đoàn, dân công tức là những người phục vụ tiền tuyến, họ có nhiệm vụ chở lương thực, thực phẩm và những cái nhu yếu phẩm như là thuốc, súng, vân vân để mà ra chiến trận phục vụ chiến đấu. Hình ảnh dân công đỏ đuốc từng đoàn, em thấy là hình ảnh khí thế của những con người ra trận vô cùng mạnh mẽ, với bước chân nát đá muôn tàn lửa bay. Đây là thủ pháp phóng đài nha, để thấy được cái khí thế cách mạng của những người dân công. Có thể nói hình ảnh những đoàn dân công đỏ đuốc đi trong đêm là đúng với hiện thực, nhưng với ánh đuốc đỏ rực ấy cùng với muôn tàn lửa bay thì lại lãng mạn biết bao. Nó không khác gì một cái đêm hội hoa đăng nha, những cái bước chân vô cùng mạnh mẽ để nạp đá. Hình ảnh này được lấy từ ý ca dao: trông cho chân cứng đá mềm. Đó. Hai câu thơ tiếp theo đó là những hình ảnh đoàn xe ra trận, đèn pha bật sáng như ngày mai lên nha. Đối lập với nghìn đêm thăm thẳm sương dài, cái màn đêm thăm thẳm đó cũng là màn đêm nô lệ mà đất nước ta đã trải qua biết bao nhiêu năm. Bây giờ đèn pha đã bật sáng như ngày mai lên, một cái cách miêu tả lý tưởng thật vô cùng sáng tạo của nhà thơ Tố Hữu. Ngày đèn pha bật sáng hay còn gọi là lý tưởng luôn luôn người sáng trong trái tim của những người cách mạng, và luôn luôn tin tưởng vào ngày mai, ngày mai sẽ tươi sáng. Hình ảnh thực sự rất hiện thực mà cũng rất lãng mạn. Những đêm Việt Bắc, những đường Việt Bắc đó, một cảm hứng lãng mạn bay bổng với tương lai tươi sáng của dân tộc chói lòa qua những câu thơ đấy hào khí. Và sau những cái hình ảnh những đoàn quân ra trận, những đoàn xe ra trận, đó là những cái tin vui chiến thắng được bảo vệ, tin vui chiến thắng trăm miền, cho đến vui lên Việt Bắc đèo da núi Hồng. Em thấy nhịp điệu thơ vô cùng dồn dập, tươi vui, náo nức phấn khởi. Mỗi một địa danh là một nốt nhạc vui rộn trong bản hùng ca chiến thắng. Các địa danh không chỉ có ở Việt Bắc mà còn trải dọc theo trăm miền đất nước, từ Nam Bộ, Tây Nguyên cho tới Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên. Sự xuất hiện một loạt các địa danh trăm miền bên cạnh nhau và tin vui chiến thắng dường như thấy tốc độ thần kỳ của những thắng lợi đó. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong cái bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Bây giờ chúng ta có phần 3 lớn tổng kết.
nhất là về nghệ thuật. Bài thơ Đoàn Trích Việt Bắc được viết theo tiểu thơ Lục Bát với lối đối đáp ở trong ca dao, cách xưng hô mình ta, dòng tâm tình, ngôn từ mộc mạc mà sống gợi hình biểu cảm. Đây là cái đặc trưng của phong cách thơ tối hữu, đó là một phong cách thơ đậm đà tính dân tộc nha. Tác giả sử dụng rất nhiều cái nghệ thuật của dân gian, từ thể thơ Lục Bát này, từ cái lối đối đáp trong ca dao này, cách xưng hô mình ta này, đó, cái dòng tâm tình vân vân. Về nội dung thì Việt Bắc chỉ là một bản hùng ca về cuộc kháng chiến gian khổ, bao gồm của dân tộc, một bản tình ca về nghĩa tình sâu nặng thắm thiết giữa quân và dân, cách mạng và kháng chiến. Sau khi ôn tập cái bài thơ Việt Bắc và bài thơ Tây Tiến thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải một cái số đề liên quan đến hai bài thơ này. Đề thứ nhất, các em mà đọc đề và suy nghĩ cách làm bài. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, rải rác biên cương mổ viễn sử, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên cũng độc hành. Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp bi tráng của hình từ người lính Tây Tiến trong đoạn thơ trên, từ đó nhận xét nghệ thuật miêu tả của nhà thơ Quang Dũng. Các em thấy đề này á, nó có hai yêu cầu. Thứ nhất là họ yêu cầu mình phân tích cái vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính Tây Tiến ở trong đoàn thơ. Và thứ hai nữa là nhận xét về nghệ thuật miêu tả của nhà thơ Quang Dũng trong cái đoàn thơ này. Khi đọc đề chúng ta nên gạch chân những từ khóa để mà mình biết được đề yêu cầu những cái gì. Và khi làm thì chúng ta trước hết là mình lập dàn ý để tránh cái tình trạng sót ý, thiếu ý. Thì ở đây cô gợi ý các em có thể giải qua một số cái ý như sau. Em xác định đầu tiên, nhất là vấn đề nghị luận, đó là vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính Tây Tiến trong đoàn thơ và nghệ thuật miêu tả của nhà thơ Quang Dũng. Về thao tác, chúng ta sẽ dùng những cái thao tác như là phân tích, bình luận. Đấy là những thao tác chủ yếu. Ngoài ra các em có thể sử dụng thao tác so sánh nha, để mà tạo cái chiều sâu cho cái bài văn của mình. Về phạm vi tư liệu, các em sẽ trích dẫn từ cái bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng hoặc là những cái bài thơ cùng thời ở trong kháng chiến chống Pháp hoặc cùng đề tài. Về yêu cầu, thứ nhất là về kỹ năng thì các em cần xác định được đây là cái bài văn nghị luận văn học. Nên các em viết bài cần phải có mở, có thân, có kết, phải sử dụng những thao tác phân tích, bình luận và có những cái lời nhận định đánh giá chung. Đặc biệt là phải trả lời được cái vẻ đẹp bi tráng của người lính Tây Tiến trong đoàn thơ là cái gì, rồi nghệ thuật miêu tả của Quang Dũng ở trong đoàn thơ ra sao. Yêu cầu về nội dung, các em cần phải giới thiệu về nhà thơ Quang Dũng, về bài thơ Tây Tiến và đoàn thơ. Đây là cái phần chúng ta nên đưa vào ở phần mở bài. Về nhà thơ Quang Dũng, các em chỉ cần nói về phong cách và vị trí Quang Dũng. Yeah. Phong cách đó là một cái hồn thơ lãng mạn, hào hoa này. Và về vị trí thì Quang Dũng được đánh giá là một trong những gương mặt xuất sắc của nền văn học Việt Nam thời kỳ hiện đại, thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Và bản thân Quang Dũng là một con người vô cùng tài hoa, vẽ tranh, viết nhạc, làm thơ, vân. Thì bài thơ Tây Tiến, về bài thơ các em nói hai cái. Một là xuất xứ của bài thơ Tây Tiến, hoàn cảnh sáng tác bài thơ Tây Tiến. Đó. Còn về đoàn thơ, các em nên nói rõ là cái đoàn thơ này nó nằm ở vị trí nào trong bài thơ Tây Tiến. Yeah. Nằm ở phần đầu, phần giữa, phần cuối. Và sau đó các em giới thiệu sơ lược về cái nội dung chính của đoàn thơ. Thì nội dung chính đoàn thơ, tức là các em trích dẫn luôn cái yêu cầu đề. Tức là các em khẳng định là đoàn thơ đã khắc họa cái vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính Tây Tiến. Yeah. Và đặc biệt là thể hiện rất rõ cái nghệ thuật miêu tả của Quang Dũng. Ở đây tức là mình khéo léo mình đưa cái yêu cầu đề vào ở trong cái phần mở bài đây. Đó. Với phần thân bài thì các em cần, thứ nhất là các em cần giải thích được cái vẻ đẹp bi tráng là cái gì. Yeah. Cái đẹp bi tráng tức là cái đẹp được gửi ra từ hiện thực bi thương, từ nỗi đau đớn, sự mất mát nhưng vẫn vô cùng hào hùng, cao cả, tràn đầy tinh thần lạc quan, tin tưởng vào cách mạng. Và sau đó các em đi phân tích cái vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính Tây Tiến ở trong đoàn thơ. Ở đây các em chú ý, cái bi nó được thể hiện qua những cái việc miêu tả về ngoại hình, xanh xao, ốm yếu. Và đặc biệt là cái chết của những người lính Tây Tiến, sự hy sinh của những người lính Tây Tiến. Những cái đoạn là áo bào thay chiều anh về đất. Đó, những cái đoạn đó hoặc là rải rác biên cương mổ viễn sử. Được chưa? Sự hy sinh của những người Tây Tiến. Về ngoại hình, đó, về cái chết. Đặc biệt, Quang Dũng đã làm nổi bật vẻ đẹp kiêu dũng hào hùng của những người lính Tây Tiến.
em chú ý mình phân tích về phong thái, bản lĩnh, lý tưởng, tư duy vượt vĩnh biệt, tương tự như cái trong cái phần ôn tập mình vừa rồi mình đã nói. Về nghệ thuật, các em khẳng định được cái bút pháp lãng mạn và cả bút tài hoa của nhà thơ Quang Dũng. Đây tác giả đã sử dụng bút pháp lãng mạn, tức là nhìn hiện thực một cách đầy lạc quan để tin tưởng. Tức là nhà thơ Quang Dũng miêu tả về sự hy sinh, miêu tả về cái điều kiện chiến đấu gian khổ, rồi những vất vả trong chặng đường hành quân, không phải nhìn vào đó để mà bi lụy, mà nhìn vào đó để mà khắc họa, nhấn mạnh cái sự lạc quan đầy tin tưởng của những người lính tây tiến. Và đặc biệt là cách ngòi bút, cách sử dụng câu chữ vô cùng tài hoa của Quang Dũng. Này, tiếp theo các em nhận xét về nghệ thuật miêu tả của Quang Dũng, đó là bút pháp lãng mạn, thủ pháp đối lập, nghệ thuật là hóa, lý tưởng hóa. Nghệ thuật sử dụng những từ ngữ Hán Việt, sử dụng những từ ngữ giàu sức gợi tả, biểu cảm. Từ đó các em nhận xét, hình tượng người lính tế tiến vừa phảng phất nét trang trọng cổ kính của những người anh hùng thời trước, vừa mang đậm màu sắc lãng mạn của những người lính cách mạng thời hiện đại. Cuối cùng là mình đánh giá chung, các em cần khẳng định được vẻ đẹp bi tráng của hình tượng người lính tế tiến và khẳng định ngoài bút tài hoa và những đóng góp của Quang Dũng trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Đó, thì đây là về cái đề bài thơ Tây Tiến. Bây giờ mình cũng làm thêm một cái đề về bài thơ Việt Bắc này. Đề số 2, mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiệt tha màn đồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong già bồn chồn bước đi. Áo chàm đưa bụi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Đề yêu cầu phân tích đoàn thơ để làm sáng tỏ tính chất trữ tình chính trị trong thơ Tố Hữu. Ở đây các em gạch những từ khóa đó là tính chất trữ tình chính trị. Các em cần lý giải cái trữ tình chính trị là cái gì để mà mình phân tích đoàn thơ theo sát với cô đề. Thì ở đây các em lưu ý cho cô này. Ở đây vấn đề nghị luận đó là tính chất trữ tình chính trị trong thơ Tố Hữu qua cái đoàn thơ. Mình vẫn sẽ sử dụng những thao tác phân tích, chứng minh hoặc là so sánh để mà làm bài. Phạm vi tư liệu đó là bài thơ Việt Bắc, cuộc đời và thơ ca Tố Hữu. Và yêu cầu về kỹ năng thì các em cũng phải có kỹ năng làm bài. Viết bài có mở, có thân, có kế, phải giới thiệu được cái câu đề, phải có cái phần đánh giá chung. Đó, yêu cầu về nội dung, cái phần mở bài các em vẫn phải giới thiệu về nhà thơ Tố Hữu, về phong cách, về vị trí của Tố Hữu. Đó, về bài thơ Việt Bắc và đoạn trích thì tương tự. Về tác giả các em giới thiệu hai cái là phong cách này và vị trí của Tố Hữu. Tức là Tố Hữu là một trong những lá cờ đầu của Việt Nam hiện đại. Đó, về bài thơ Việt Bắc các em giới thiệu hai cái. Thứ nhất là về cái hoàn cảnh sáng tác bài thơ Việt Bắc. Đó, và cái nội dung chính của bài thơ Việt Bắc. Từ đó các em dẫn qua cái đoạn trích. Đoạn trích các em cũng giới thiệu hai cái. Một là vị trí đoạn trích, nó nằm ở phần đầu. Và cái nội dung chính của đoạn trích là lời khung cảnh chia tay giữa người đi và kẻ ở. Đó, và nó thể hiện tính chất trữ tình chính trị trong thơ Tố Hữu. Như vậy khi mà giới thiệu về đoạn trích, các em lưu ý là mình luôn luôn dẫn qua cái yêu cầu đề ngay. Đây là một trong những cái bước rất quan trọng để giúp cái bài làm chúng ta nói rõ ràng ngay từ đầu, khẳng định cái câu đề là thể hiện đoàn thơ, thể hiện tính chất trữ tình chính trị của thơ Tố Hữu. Và sau đó phần thân bài thì việc đầu tiên là mình sẽ giải thích cái khái niệm trữ tình chính trị là cái gì. Thì các em lưu ý thơ trữ tình chính trị đó là thơ thể hiện những cảm hứng, tư tưởng, tình cảm mang tính chính trị, và thơ Tố Hữu thể hiện lẽ sống, lý tưởng, tình cảm của con người Việt Nam trong thời đại cách mạng. Được chưa? Bởi thế, cái đoàn thơ đầu của bài thơ Việt Bắc đó là lời của kẻ đi, của người ở. Mình nghe như là một cái đôi nam nữ yêu nhau đang lưu luyến bình rìn trong khung cảnh chia tay. Nhưng thực ra đó là cái sự lưu luyến bình rìn của quân và dân Việt Bắc. Của quân và dân tức đó là những cái tình cảm về chính trị. Thứ hai là mình đi vào phân tích chứng minh. Em thấy thứ nhất là về sự kiện, đây là một cuộc chia ly mang tính chất chính trị giữa quân và dân Việt Bắc, nhưng nó lại được miêu tả như một đôi nam nữ yêu nhau. Nhân vật trữ tình là cái tôi mang tính đại diện cách mạng, người ra đi là những người lính, còn người ở lại là nhân dân Việt Bắc đại diện cho nhân dân. Về cảm xúc thơ, tình cảm quân dân vô cùng kháng khít là ân tình sâu nặng cách mạng và kháng chiến, tấm lòng son sắt thủy chung bắt nguồn từ trong truyền thống dân tộc. Ở đây chúng ta sẽ phân tích cái lời của người ở lại và cái lời của người ra đi.
Đó, mình sẽ phân tích từng từ, từng chữ, từ cái đoạn là 15 năm ấy. Rồi cây núi sông nguồn có nghĩa là gì? Rồi hình ảnh áo chàm đó, cái từ bâng khuâng bình dị trong buổi ra đi. Mình phân tích từng chữ để thấy được cái sự kháng khít trong tình cảm giữa quân và dân. Đặc biệt các em lưu ý về hình thức nghệ thuật thơ đậm chất trữ tình, hiện qua thể thơ lục bát, kết cấu đối đáp, cặp đại từ mình ta, dòng tâm tình thiết xa sâu lắng, nghe như lời thủ thỉ của những đôi lứa đang yêu nhau. Sau đó mình sẽ đi đánh giá chung. Em cần khẳng định được tính chất trữ tình chính trị được thể hiện trong đoạn thơ và trong bài thơ Việt Bắc, và khẳng định vị trí đóng góp của nhà thơ Tố Hữu. Đây là cái phần đánh giá để mở rộng vấn đề. Nên các em cần khẳng định về cả mặt nội dung lẫn mặt nghệ thuật, đặc biệt là nói về cái vị trí của đoạn thơ cũng như đóng góp của nhà thơ Tố Hữu để tạo điểm sâu sắc trong cái bài làm của mình. Cái phần đánh giá này các em cần phải nói nhiều, mình chỉ cần viết khoảng độ 3 đến 5 câu thôi, không cần nói nhiều. Nhưng mà đây cũng là cái phần giúp em có điểm ở trong cái bài làm, mà đặc biệt là tạo điểm nhấn cho cái bài của mình. Thì bài học ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Thì chúng ta đã ôn xong các bài thơ Tây Tiến và ôn bài thơ Việt Bắc. Các em mở cái đề cương ra, xem những cái đề liên quan đến bài thơ Tây Tiến Việt Bắc, xem lại và thử làm. Đó, nếu có gì không hiểu thì các em có thể hỏi cô. Bây giờ kết thúc bài học, các em có gì thắc mắc không? Hoặc cái gì chưa rõ, hoặc cái đề nào khó, các em có thể hỏi cô ấy. Về bài tập thì cũng không ra nữa, bởi vì trong cái đề cương cái 15 bộ đề thì đã có rõ rồi, có hết rồi. Các em có thể tự giải đề và sau đó đối chiếu những cái đáp án ở đằng sau, hoặc là hỏi giáo viên, hỏi cô cũng được, để mà mình làm cái đề một cách tốt nhất. Những cái gì thắc mắc anh và các em thường thì hỏi ngay.